Xin chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn, mình là bé Mon 3 tuổi đấy. Hôm nay mình với chị mình sẽ tổ chức cuộc thi hoa hậu. Giờ mình với chị mình cùng chơi cuộc thi, các bạn hãy đón xem mình nhé. Chị Hằng ơi. Ơi, chị ra đây. Chị đi ra đây. Hôm qua bảo là hôm nay chơi cuộc thi hoa hậu rồi cơ mà. Chị xin lỗi bé Mon. Hôm qua chị bảo đấy. Chị xin lỗi bé Mon. Thế bé Mon vào thay quần áo đi, rồi mình cùng chơi nhé. Thế nhanh lên nhé. Ừ, bé Mon vào đi. Mời bạn giới thiệu về bản thân. Và lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào trân trọng nhất tới ban giám khảo cùng các bạn đang xem đài truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em là Aladi Phi Song Phán ạ. Dạ, năm nay em 5 tuổi, em đến từ châu Phi ạ. Đến lượt nào mình gì? À, em giới thiệu hết về bản thân rồi ạ. Vậy bạn có năng khiếu gì? À, năng khiếu hả? Năng khiếu của em là nhảy ạ. Thế bạn thử diễn một tiết mục nhảy cho chương trình xem nhá. Dạ vâng ạ. Được chưa? Music quê. Vườn hồng hơi xa đã. Phần thi của em đến đây là kết thúc à. Bạn còn có năng khiếu gì nữa không? Dạ em hết rồi ạ, không còn năng khiếu gì nữa. Nhạt thế, thôi đi vào để thí sinh khác thi nhá. Dạ vâng ạ. Mời thí sinh tiếp theo. Mắt mũi bạn này để đâu thế? Ra, cho em xin lỗi chị à. Úi giời, giọng ngọt thế nhỉ? Ra. Thế giới thiệu về bản thân đi xem nào. Ra, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào trân trọng nhất à. Ra, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Miu, em đến từ Huế à. Ra, năm nay em 7 tuổi à. Hay quá. Ra. Em có năng khiếu gì? Và em thì rất nhiều năng khiếu chị ạ. Em nói chung chung là em cũng nhiều lắm ạ. Vậy em thử em biết ngâm thơ không? Và thơ đúng là sở trường của em à. Vậy thì em ngâm thơ cho khán giả và ban giám khảo nghe xem nhé. Và em xin gửi một bài thơ đến tất cả quý vị, các chị và các bạn ạ. Và bài thơ này nói về Huế của em ạ. Và em xin đọc bài thơ: ai vô sự Huế thì vô, còn tôi cứ thủ đô mà tôi rề à. Và chị nghe có được không ạ? À? Hết rồi ạ? À? Và hết thì hết rồi, những cái bài thơ của em nó nói về quan điểm của riêng em chị ạ. À. Nghĩa của em muốn nói ở đây, ai mà thích vô sự Huế của em thì vô, còn em thì em chỉ thích thủ đô thôi chị ạ. À. Thế thôi ạ. À. Vậy em còn năng khiếu gì nữa không? Và em vẫn còn rất nhiều chị ạ. À. Rồi vậy. Dạ, thế để cho em xin biểu diễn cái tiết mục văn nghệ của em, đó chính là hát đi chị ạ. À. Mời em. Dạ, thế chị đi ra để em hát. Dạ, thế để tiếp theo chương trình, em xin gửi tiếng hát của em đến quý vị và các bạn ạ. À. Đó chính là bài Hai con thằn lằn con ạ. À.
Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt chim. Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến nói mang trò. Ô con này mày ngu sao mày cắn đứt cu em mày. Cắn đứt cu em mày lấy gì mà đái đây. Ra, tiết mục văn nghệ của em đến đây là kết thúc ạ. Hết chưa? Ra, em xin thưa bởi chị em hết rồi ạ. Vậy thì đi vào đi, cho thí sinh khác còn thi nhá. Và xin chào quý vị và các bạn ạ. Trời lớn miệng quá cơ. Tôi xin phép ban giám khảo và các bạn cho tôi tháo kính ra. Bạn ấy nhìn hai con long quăng nếu trên sân khấu mà tôi chẳng nhận ra cái gì cả. Đấy, giờ tôi xin phép bỏ kính ra nhá. Mời thí sinh tiếp theo. Ôi dồi, cả thí sinh này nữa. Làm gì mà đi thi cầm cái điện thoại thế này. Dạ, gọi em ạ. Thế con em là ai? Dạ, em đang xem nút tập phim của Chibi Channel hay lắm chị ạ. Thế có muốn đi thi không? Dạ, em có ạ. Vậy giới thiệu về bản thân xem nào. Giới thiệu ai ạ? Em chứ ai nữa. Tên em ạ? Ừ. À dạ, em xin giới thiệu ạ. Em tên là Nguyễn Thị Lung Linh Bành Thị Lòi ạ. Vậy em có tài năng gì? Dạ, em nhiều tài năng lắm chị ạ. Em kể cho chị nghe xem nào. Dạ, em có thể ngồi chơi game cả ngày nè, ngồi xem phim hoạt hình nè. Em thích chơi búp bê nữa. Rồi em thích chơi các đồ chơi siêu nhân nè. Em hiểu lắm ạ. Vậy trong đấy ra thì em thích cái gì nhất nào? Dạ, em thích xem phim hoạt hình ạ. À, không phải, em thích xem phim mà mấy anh chị đóng ở kênh Chibi Channel ấy ạ. Cũng thích xem cái kênh đấy cơ á? Dạ vâng ạ. Vậy cái kênh đấy vừa ra video mới à mà dạ. Xem chăm chú đấy. Đây à, video vừa ra đấy chị ạ. Ồ, vậy thì chị với em ra quán trà đá ngồi xem đi. Ờ, nhưng mà em đang thi mà. Khỏi việc thi gì hết, chị cho em giải nhất luôn. Được giải nhất luôn à? Chị cho giải cho em luôn. Ờ, được giải luôn à? Ừ, em tên là gì? Em tên là Lòi ạ. Lòi ạ. Vậy thí sinh đạt giải nhất ngày hôm nay sẽ là em Lòi. Đấy, đi thôi. Được rồi, đi không? Ồ, xin chào khán giả chị ạ. Vậy thì quay ra, chào các bạn. Xin chào các bạn.